Ôi, quay lại mổ coi ra cái coi. Quay con ếch ở đây anh đâm anh đập gắn các bạn ơi. Đây đó 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 đó. Đó. Đổ hết thòng gỗ luôn tối. Hai con gắn. Chiên lên thập tức. Xong rồi các bạn ơi. Làm một bữa cơm tối đi. Chào mừng quý bác anh chị và các bạn đã đến với channel Gà Con Siêu Quậy. Đồng hành cùng video hôm nay gồm có Bá Trương. Đã quay trở lại. Hello, xin chào các bạn. Không biết có lại. Tâm Bồ Đô. Tâm Bồ Đô, Tâm Sài Đòi, chào các bạn coi. Chào các bạn. Mất hơn, bị mất hơi nhiều số nhiên chú chốt. Quá. Đây, Nhiếp Phong. Trời, hôm nay cầm ná nữa. Chào các bạn. Chào, chào các bạn. Thì hôm nay đi thôi có 4 thành viên mình thôi. Thì hiện nay thì Tân nhỏ và Cao Nít đã xuất giá theo chồng, lộn, đã cưới vợ nên bị vợ con bắt nhà hết rồi. Tiếng càng thì hôm nay mệt rồi. Chỉ còn bao nhiêu thôi. Mấy anh em đi sâu thì không phải là chuyên nghiệp đi với vui chơi các bạn ơi. Có thành viên thì có bạn gái thì lo đi ham đi sôi đi chơi bị bạn gái xù, có bạn viên thì bị vợ la. Nên giờ chỉ còn có 4 người thôi. Sao mồ côi. Tiếng càng nữa là 5, tiếng càng bệnh rồi. Đang mồ côi bởi vì mới đi soi. Cái gì? Cái gì? Đang mồ côi mới đi soi, không biết nào có vợ ở nhà. Chọt chọt gì đây vậy? Chọt chọt. Thấy là còn nhái gì đó, không phải chuột đâu. Nghe của đồng đây nói là có nè. Không. Quá luôn nè. Đâu. Ê mấy bắt rồi, nghe lời chú đó, bắt cô đồng về còn ngon nữa ta. Rồi cô đồng mình dưới luôn kìa. Trời ơi, ếch này ở trên đây lộ nhảy xuống sụm 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 vậy. Lặng lẽ từng đêm. Lặng lẽ từng đêm. Đi kiếm mồi. Cái gì vậy? Lấy này đựng gì vậy? Lấy nó bắt chương lội cho coi nè. Lấy vậy đúng rồi, lấy cái đó bắt cô đồng đi. Bắt cô đồng á? Ừ, cô đồng đi. Chút quay lại em bắt cô đồng. Chim nữa các bạn, có phát hiện chim chim này chim lát. Ê, ngoài tên này người ta gọi tên gì nữa ta? Tên gì mình cũng không rành luôn các bạn, ở đây mình gọi chim lát không à. Cận cảnh sát bên nó luôn nè. Để chim chim con hay gì á. Không bay trời. Đó rồi, còn đêm nó không bay. Cao ra đụng nó luôn rồi nè. Ôi, quay lại mổ cao ra cái coi. Trời. Không sợ luôn rồi. Không sợ luôn ta. Sát bên luôn nè, đụng cao ra luôn rồi. Cho cao ra đụng đầu mày luôn. Ê. Ôi. Đây nè. Con này nó phái lên màn ảnh hay sao quay. Trời. Chà, chắc nó muốn làm diễn viên chính trong cái clip này nè. Tại cái clip này tụi mình đi soi không có con nào hết trơn. Chưa nãy giờ chưa có con gì hết trơn. Có nó nãy giờ làm nó làm như chính luôn cái gì nè. Không chịu quay đi luôn coi. Thử cái quay chừng nào đi nha. Rồi đi rồi. Đạp vô tình đạp được. Ngết hả? Ngết. Trời ơi, ngết tới số rồi. Đá đùi nó hãy qua. Tự nhiên thành. Tới số rồi, anh Năm cầm bịch này anh Năm. Con này nhỏ hơn cái con kia biết nhiêu luôn á. Trời ơi, nhỏ gấp con kia gấp rưỡi nè. Gấp đôi luôn chứ gấp rưỡi gì. Để thăm kia cho coi. Các bạn sẵn đi quay cho các bạn coi các bạn. Đấy.
ai cắm mà câu này cắm ở ai cắm dính á. Mình đang đi sâu thì giờ mình thấy đó. Nói bạn là thấy không, con này cũng ở đồng cũng lớn cũng tương đối lắm nghe các bạn. Thứ này ếch gơ ở đồng gơ cái này nhiều lắm. Đi thôi gặp ai cắm cái này dính nè. Mà cái này của người ta cắm thì mình quay cho các bạn xem chơi vậy thôi. Chứ của người ta cắm thì công sức của người ta mình không có lấy được. Mình là làm gì kỳ lắm. Thì của mình cái gì của mình bắt thì của mình lấy, còn của người ta thì để yên cho người ta đi các bạn. Thôi mình đi đây. Quay cho các bạn coi vậy thôi. Đang cần nữa nè các bạn. Biết cái này của ai nữa. Giống con chính rồi vậy ta. Quả mình với ông viên chính đi cắm cũng vậy á. Đây nè các bạn. Đây một con nữa rồi nè. Đó, thấy không? Biết ai cắm nữa. Các bạn thấy người ta cắm hết chưa? Đây nãy giờ hai cần hai con rồi đó. Thôi đi các bạn ơi, của người ta cấm nữa rồi các bạn ơi. Trời ơi, đâu mà đi sâu dọc đường gặp hoài vậy trời. Ba chú rồi đó, ở đồng quê dễ ăn quá ha các bạn. Cấm chip vậy là có mồi rồi. Thấy không, thấy là cấm dễ ăn không? Còn mình đi sâu nãy giờ là tụi mình nãy đi nãy giờ không có được con gì hết trơn. Con phao ha, có con phong đạp được cái con ếch á, con ếch con nữa chứ. Cái gì? Ổi. Ổi hả? Gắn bây giờ không thấy con mà tôi gọi ổi không, thấy ổi không? Trang chỗ này là ngon lành luôn mà không có nữa. Chưa thấy không? Bắt ghét hả, tiệt chủng rồi còn đâu nữa có. Đây nè, cái ổi bóng lưỡng nè, đây nè. Đó, cái bên phòng đó không? Nè. Cái nè. Cái nè, đó đó đó. Giết không có. Giết rồi con gắn con cũng không thấy nữa trời. Bởi là nó mất giống luôn rồi. Chơi với tiệt chủng. Bắt giết tiệt chủng luôn rồi. Quay con ếch ở đây anh đâm anh đập gắn rồi các bạn ơi. Gắn lại. Nguyên đêm đi được con duy nhất. Con cua đồng. Chạy hả? Trời ơi, không có này nhiếp phong đi bắt cua đồng rồi các bạn ơi. Bắt cua đồng quá trời luôn rồi. Thì thôi mà không có con này thì bắt con khác thay thế. Ê, nó lặn vòng vòng cái đây anh. Mấy con này nó kẹp cái thì khóc luôn, bảo đảm luôn. Cứ lửa mà kẹp cái đứt thịt không à. Chứ đâu kêu bự đâu. Nghe chạy. Dạ đâu. Bự lắm nha. Chưa cầm gì mấy bộ mấy này em chưa. Dạ nó con tao luôn. Là ghê người ta. Làm được bữa cơm mà em ơi, khỏi mua đồ ăn. Cái gì vậy? Thế
thấy con gì mới chạy lên thỉnh nè. Trời ơi, ông kia nó mò nãy giờ ông mới nhảy xuống. Đi dí vô gốc bây giờ cũng có dí gốc này mới đã. Dạ dí vô gốc này. Đi sáng mấy bên đây nè đồng. Ấy da đi. Vậy trời. Một tay khó làm ăn quá. Vậy canh cái mu nó đè xuống. Cái gì nói gì đó. Cái gì đó anh Dương nói gì? Bắt cua cách bắt cua. Cô cá với cô bắt làm sao? Canh cái mù nó ấn xuống. Dạ dạ. Ấn xuống thì biết rồi nhưng mà cái thịt nó không biết nó làm theo hướng nào nè. Nè nè cái này lên bờ nè. Đó đó, đó đó. Bắt cái mẹ gà nó bắt rồi. Nè, chạy nè, nó chạy nè, nó chạy nè. Kìa chạy kìa, chạy kìa đó. Phải không? Ai vậy ta, nó là lặn dưới đây trời. Đó, đi vỏ. Ê, này gì vậy? Nằm ngược. Đi vỏ hả? Dạ, nằm ngược. Cua lột. Cua này sao chết ta? Cua lột chứ chết vậy? Lẻ năm. Kìa, đó. Tâm đi với nó vô đây. Hỏi bò anh bờ hết trơn. Ảnh trong đây có 2-3 con bự bự. Có anh đó, anh đó. Đó kìa. Kìa. Trời ơi, vút tới đó rồi. Con bự nhìn lại. Vút tới đó. Rửa sạch cho sạch luôn. Đâu đâu coi đây. Bảo đảm mà cua bự mà. Cua bự nè. Cua lửa mà cua bự cái này là ngon rồi đó. Ơi bắt cái này gì gan men dĩa nhậu kết bia được rồi ha. Lẹ tóc. Bia đâu có chắc này không ngồi. Ai trời nó dính nữa nè. Không biết cái gì luôn. Đụng nó. Tại vì móc ở đây mềm em tính là phơi nó phì là thành bao ra lẹ lên lẹ. Cái gì bóp gì mềm mềm. Nó phì phì theo sình đó. Không thấy bà luôn cái giỡn. À, quá trúng cua, trúng cua. Mùa này trúng cua anh em. Trong cái mua nó đẹp. Tại vì bắt cái này không có rồi, mấy con khác nó thế mạng quá vậy. Đâu đâu anh tầm tầm. Đấy. Quá trời luôn các bạn ơi. Ê, còn nữa em tâm ơi. Đó. Cái này phải có hai lỗ xuống đây cầm á. Cái giày thua rồi. Gì đó hả? Trời ơi. Ê nè 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 nè. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Chơi cá. Nè. Xíu hả? Trời ơi, nó mới ngon nó nhỏ đâu. Ấy da. Mấy đứa anh gan mày anh liền nguyên con luôn ăn cái dòng gụm mà. Mấy con bự gì nó cứ ngắt à, đâu ăn đâu ngon đâu. Không ăn ốc nữa hả? Mấy con nhỏ nhỏ vậy anh em nó giòn. Ê đi lùa nước anh Tâm. Ừ. Lùa động là nó chạy hả? À. Ê da chết tôi rồi. Dạ quá. Thịt tay khó làm ăn quá. Ê da. Đổi ra đây. Con này biết kêu rồi con gì nữa càng bự vậy nè. Con gấp nãy gì nè. Đó rồi. Để anh Tâm anh đi gì nè. Nó lấy chân gì nè. Chạy không? Ơi nhóc luôn ơi, chạy kìa. Trời ơi. Trời nó chạy quá chạy luôn kìa nè. Không nè con. Vậy không nè, không quá trời nè không. Đi nè, đây bà con đang thui nè không ơi, bự không nè. Từ lúc mỗi đi theo đi nè. Nè không. Nè con. Con bành dưới luôn nè. Kiếm cái bầu khác phụ đi. Trời ơi quá trời luôn. Ai ai chẹp tôi rồi, bốn con lượn. Trời ơi, trời ơi, em đó. Quá trời luôn rồi. Cái con nãy thấy đen thui lủi chạy mất tiêu trời. Ai da. Mấy con nhỏ mà chụp tại nó kẹp cái nó bung à. Ai da. Trời nãy con trên đây nè, không có đen thui lùi luôn, bệnh dướng luôn á. Tiêu rồi. Trời ơi, bắt thấy ai không? Ê, chuyện nó bò ra hết anh Tâm ơi. Đây nè. Từ.
Trời ơi, nhiều quá. Thì tới nè. Không, mình nãy ở đây con bự lắm không? Gì? Ở đây này nãy con bự lắm, mà nãy chụp chưa dính đâu. Hồi nãy em chụp 4 con luôn. Kẹp tao mày chạy mày. Chơi kìa, kẹp tao chạy vô bự không? Thôi, cô đồng thấy không nè. Trúng rồi, trúng mối cô đồng bữa nay rồi. Thất cái này tìm được khe, thất này kiếm được kia. Thất này được kia ha. Đi ham quá ha. Gì vậy anh? Anh lấy cái bao này anh đựng cái gì vậy? Anh đựng con bò hay gì mà lấy cái bao dữ vậy? Đựng cái bao gì vậy? Tôi lâu luôn mà. Đó, thấy chưa? Tốt chọn chưa? Ê, đợi. Ê, đổ cái bao của ông Phong qua kìa, hỏi nó chặt cứng à. Chết á. Đá. Bắt cá đi không? Chạy lên bờ của mày. Cái rô lớn gì bắt không? Bắt luôn. Bắt tay cái à? Thôi bỏ đi. Thôi đi. Thì cô đồng hồi nãy Tâm với Nhiếp Phong đi bắt đó. Cái đồng mà thấy nó bu một gỗ luôn nè. Nãy hai người đó lụm không kịp luôn mà. Đổ hết hòm gỗ luôn tối. Đeo quá trời luôn nè. Cái này mà găng me á các bạn. Ngon lắm. Đây. Gắn chung và cũng gắn lại. Gà ớt. Chiên mắm, nhúng mắm chiên ăn các bạn ơi. Này các bạn xem Nhiếp Phong chỗ tài nha. Nhái ớt ớt chứ lộn. Tùy ớt. Thịt kia là chuột hả? Con này là nướng chung. Ủa đâu có con cò này vậy không? Nãy mình đi xôi đâu thấy con cò này đâu. Nãy là cho dính bẫy là cho. Dính bẫy cho à? Chứ nãy còn đi, à? Đi sau clip đâu có thấy con cò không? Còn chút xíu à. Chút xíu à. Cũng tới số rồi ha. Trời ơi, chia xong. Đáng chung quá trời thật. Cơm này mập ghê ha. Ba con này bự á. Một lượng nó thịt không phải thịt. Vô à thịt. Cơm này nó dai lắm mà không ơi. Dai. Nãy em có bầm xương rồi. Bầm à. Nhưng mà nó cũng dai hả. Mình ăn nó dễ đứt thôi. Tại nói chung mà cái da nó dai mà. Cái loại nó vậy á.
để về cho nó xương nó nở ngược lại. Anh giận quá. Nói vậy đó. Giờ thì cũng tối nha bạn, giờ làm 2 giờ tối luôn. Nghe nó bụng là chiên con. Chung một con gắn lại một con ớt. Một con ớt và một con cò. Cò nó bò ga, bò gán là gì cái mép. Cò đỏ như xíu rồi đó. Nè, thịt nó là được như hết. Quá. Nó thịt nó được như hết. Hai con gắn chiên lên thật tức. Xong rồi các bạn ơi, chín hết rồi, dần cháy hết nè. Xong rồi các bạn ơi, làm một bữa cơm tối đi. Này cơm này con phia luôn rồi tối vậy nè. Mày lấy gì vậy không? Đó hả, canh cà chua á. Chua mà giống như canh lẩu à. Cơm trắng. Ăn tối rồi. Rồi nè. Làm gì anh đâu? Đây, chụp hình này, chụp hình trong tối rồi đăng lên. Với phòng. Em bạn ơi đấy, nồi cơm bốn bới ra đủ bốn người, bốn chén rồi xong. Bốn người bốn chén. Cơm trắng. Này nè nè, tôi được có ai cho anh chui gạt gì anh chưa? Hả? Nè, ông Tâm nó mới vô ông ăn cái này nè, ông ăn. Đây. Anh chui gạt đi. Rồi hết luôn rồi đó. Không chui chú ý luôn. Rồi sạch bánh luôn các bạn ơi. Vét nồi vũ ống luôn. Chơi cái sạch. Ừ. Xong xong. Chỗ này có liền tắm luôn. Chưa ăn luôn. Chắc. Nè, thử miếng gắn coi. Không ngon gì thử hết, không thử chịu thử. Không quá. Dạ. Ê, chơi cái đùi co. Ui chết rồi. Cầm máy quay là lỗ luôn luôn. Ừ, ăn luôn khỏi chấm luôn. Ê, mình chơi thử cái đùi co ấy. Ê, trời ơi nó vàng cháy luôn nội ơi. Ngon rồi. Làm gì cái chảo làm gì cái nhà cô á. Ê chảo làm gì vậy? Không thấy à. Không rồi. Không thấy không? Vui lắm rồi. Thử miếng cơm trắng á. Không thấy không? Để cho đây. Để đủ nước đi. Đó. Thử thêm chứ không thêm nước khác là sao? Hả? Sao đổ nước thêm lên đường hoa ca? Vậy thăm nó mới không khác. Đổ nước vô nhiều quá nó bị lạc rồi. Dao nhúc. Như phòng ăn thấy ngon lành. Quay lên thôi mà thành phòng ăn dữ quá. Tâm, làm được đó. Ừ. Chơi lại
cái nhựa luôn rồi. Biết cái này cắm cắm chút cắm giòn. Ăn của quay nữa hả? Ồ, riêng cái đường hết hả? Vẫn tâm gấp miếng rau. Rau thì nha. Cái đó là cái tấm bản á. Hả? Chưa gấp được tấm bản. Nhìn anh làm cho lại còn hết dao à? Ừ, cái này không, mình cao hết chứ. Cái này nấu thêm nồi, nấu lại ít quá. Thêm miếng gắn nè. Thử miếng gắn chung rồi, dài không? Dài. Nó thử anh Trương. Quên nữa anh Trương không ăn gắn. Thầy, lắp ra nhiều quá em thầy ơi. Mày cào bớt lại anh thầy ơi. Cầm thử một miếng gắn chung rồi thôi. Chị cũng gắn phẩm á. Gì? Chị gắn phẩm, phải 17-18 rồi. Còn dài quá. Đây, em mình thử miếng các bạn ơi. Chứ chả gắn chung mà. Gắn chung nó buộc dai. Bất cứ con gắn nhỏ hay con gắn lớn thì nó cũng giữ dai. Nó cũng đủ dài không? Ngon mà. Tại biết sao gắn chung này nó ngon á, là thui sơ với hầu con rượu cũng chắc nó luôn á. Xương sống thì làm gáo luôn. Nó có thương luôn á, ngay thương luôn mà. Ngon rồi. Tới ăn lại ngon không? Nó lại liền. Hai mày ăn chung ngọt hơn. Gì vậy? Nó đun ăn lương. Con lương á. Tự nói chung ngon hả? Nhà ăn nhai thương luôn. Đó, đẹp mà thương ăn gắn được thì chứ. Mày có tội nghiệp chưa hả? Anh không ăn gắn được. Rau ăn rau hết. Toàn phục rồi các bạn. Rồi để đây chi trướng nãy vô ăn gì đâu. Ngon chết ai ăn kìa kìa. À miếng gắn chung nữa nè. Gà gà ngon. Hết rồi, hết rồi. Rồi còn 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 nhiều gắn gà ăn như hết em. Đừng nói khóc. Đến lương còn 3.000. Chạy luôn.
Dạ, thì nói chung nó thấy nó dài chứ không đủ dài dữ đâu mày. Ngon rồi. Thôi rồi tự nhiên nó tắt đèn lát luôn rồi. Thôi mình đi, mình chào tạm biệt các bạn đi. Tối rồi. Không nó không phiền, nó không chịu gì nữa. Rồi chào tạm biệt các bạn. Thanh Dương. Dĩ Thông còn đang nhai nữa các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui. Chúc các bạn có gia đình hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Bye bye mọi người.